đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 29, mặt B. Da không có nước. Nghĩa là bây giờ coi trong đó coi như là nó không có nước, như hồi trước thì còn nước rồi này kia trong đó, tức là sữa vậy. Còn bây giờ nó cũng quẹo hết rồi, còn cái gì? Như giờ không có nước. Trống không, à, không căng tròn. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. À, đúng vậy không? Bà quán như vậy bà mới thấy là cái bộ vú của mình không còn đẹp đâu. Nó là vô thường, phải chi mà nó thường thì bây giờ nó cũng phải như trước, nó phải đẹp vậy. Còn bây giờ nó trống rỗng treo lủng lẳng như cái nó không còn cái gì như là cái gì mà tư mát được nữa hết. Nó thì do đó thì chúng ta thấy cái sự quán của bà thấm thía lắm. Rồi bây giờ bà quán tới cái gì đây? Bà quán tới cái thân mình của bà. Bây giờ nó tới cái toàn thân của bà. Trước thân ta chói sáng như giáp vàng đánh bóng. Nghĩa là cái thân của bà hồi đó chắc là da đẹp lắm, cho nên coi như nó tròn trịa, không có còn một cái chỗ nào mà có thể nó nhăn nheo gì ở trong cái thân đó hết. Nay biến đổi gì già trong nhức nhăn nhỏ xíu. Thiệt ra chúng ta không để ý, chứ chúng ta để ý rồi nhìn cái thân của mình coi, hồi đó thì nó căng nó tròn, nó không có nhức nhăn nhỏ xíu nào hết. Còn bây giờ mình nhìn coi, nó lăn nhăn ở trong cái thân của mình, nó lăn nhăn. Mấy thầy cứ dòm đi cái chỗ nào mà gọi là da nó thẳng hồi đó, bây giờ mấy gì mấy thầy coi, nó lăn nhăn, nó lít chít, nó mất nước nẻ ra hết trơn hết rồi, có không? Cho nên bà quán thiệt tỉ mỉ đó, nó vô thường đến cái mức độ chúng ta không để ý. Chứ chúng ta già rồi, chúng ta nhìn hồi tuổi trẻ chúng ta, bây giờ nhìn cái da của mình bắp đùi nè, rồi đít đùi khu nè, rồi ngực bụng coi, nó lăn nhăn đủ thứ, nó nứt nẻ hết trơn hết trọi, nó đâu có còn cái gì đâu mà gọi tốt đẹp nữa. Cho nên do đó mình mới thấy nó được là vô thường, chứ nó thấy mới được là vô ngã chứ. Đầy vết nhăn nhỏ xíu, và nó đầy vết nhăn là nhiều lắm, không có ít. Đúng vậy, chúng ta có quan sát đi, quan sát có phải cái bàn tay chúng ta bây giờ có phải những cái lằn nhăn nhỏ xíu nhỏ xíu, chứ hồi đó nó thẳng bóng lên, nó đâu có nhăn. Bây giờ nó nhăn nhiều hết rồi. Bắt đầu bây giờ bà quán cái thân bà như vậy rồi, thì bà bắt đầu bà quán tới cái gì nữa đây? Trước bắp dế của ta, ngoài quán tới cái bắp dế của bà đây, sáng chói như giò voi. Các thầy thấy nghĩa là cái vòi voi nó tròn trịa như thế nào thì bà sánh cái bắp dế của bà như thế này. Nay biến đổi gì già giống như giống như những ống tre, nghĩa là nó xung đột rồi, nó đâu còn như cái vòi voi nữa. Nó xấu quá, xấu rồi. Đúng như lời Phật, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Đó, bây giờ bà đã quán sát cái bắp đùi bà rồi, bắp dế bà rồi, thì bây giờ bà quán tới cái ống chân của bà. Trước ống chân của ta mềm mại như kiềng vàng. Nghĩa là cái ống chân bà sánh như là chiếc kiềng vàng. Nay biến đổi gì già nay biến đổi gì già chẳng khác gậy cây mè. Thầy thấy cây mè là cái cây mà nó có ba bốn cái gốc đó, nó ốm, nó khi mà chúng ta chặt cây mè, không biết là cái gậy mè này có phải cây mè đó không, cái mè mà chúng ta làm muối rừng đó. Thì thầy thấy cây mè thường thường nó vuông, nó khi mà nó già rồi nó không có tròn như hồi nó còn mới lên, mà nó chia làm bốn cái cạnh, nó làm loài ba cái xương ra đó, thì chắc chắn là cái gậy cây mè, thì chắc chắn thầy nghĩ rằng cái chân của bà bây giờ nó đã ốm, nó đã lòi những cái xương ấm chân nó ra, nó có gốc có cạnh rồi. Đó là cái gợi ý vô thường của nó, khi trước thì nó mềm mại, nó tròn đầy, mà bây giờ thì nó như gốc cạnh rồi, đó là cái sự vô thường. Bây giờ bà cũng quán thêm cái phần mà của chân bà nữa đây. Trước chân ta chói sáng với lông mềm như bông. Đó, bà quán tới cái những cái lông mà ở trên chân của bà nó mềm mại. Nay biến đổi gì già nứt nẻ đầy đường nhăn. Bây giờ lông đó nó rụng hết rồi, nó không có còn mà mềm mại như xưa nữa, mà toàn để lại những cái vết nứt nẻ đầy đường nhăn ở trên cái chân đó, nó không còn có cái gì mà đẹp đẽ nữa. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật, thân này là như vậy, nay già chứa nhiều khổ. Nghĩa là cái thân này là nó vô thường như vậy đó, nó sự thật như vậy, nó không thể nào mà ai nói gì được hết. Đó là một cái chân lý thay đổi, hoàn toàn là cái sự thay đổi của cái vô thường của nó, không có thể nói rằng nó thường được nữa. Nay nó già thì nó chứa nhiều khổ lắm. Bây giờ nó chính nó đã gầy mòn, nó già như vậy thì trong đó nó sẽ có cái nhiều khổ cho con người lắm. Cho nên chúng ta phải nỗ lực mau mau mà thoát ra cái cảnh khổ của cái tuổi già.
mà nếu để thì các thầy chắc các thầy cũng biết rằng khi tuổi trẻ các thầy đâu có bệnh cái này bệnh cái kia, nay nhức chân mai nhức khớp, đâu có cái chuyện đó. Mà bây giờ mà tới già rồi thì quý thầy mới thấy nó đổ ra bao nhiêu thứ, hở hở ra cái trời lạnh trời nóng gì nó cũng đổ ra. Còn cái tuổi trẻ thì lâu lâu nó mới có một đợt thôi, chứ còn nó cũng phải là như tuổi già. Cho nên chúng ta thấy cái thân mà nó già rồi là một cái khổ chuột của nó. Cho nên ở đây nó nay già chứa nhiều khổ, tức là cái thân già nó chứa nhiều khổ. Ngôi nhà đã cũ kỹ, coi như cái nhà của cái thân của mình là bà quán, nó là cái nhà cũ kỹ rồi. Vôi trét tường rơi xuống, nghĩa là từ lâu tới giờ cái nhà của mình á, nó mới thì trét vôi rồi nó còn dính đó. Bây giờ nó cũ rồi, lần lượt mình thấy từng mảnh vôi nó rớt xuống. Thiệt là bà quan sát cái nhà mà cũ á, nó rớt từng cái mảnh vôi, mảnh gạch nó rớt xuống từng tự. Thì bà nhìn cái thân của bà nó cũng rớt xuống từng tự theo cái sự vô thường của nó. Còn mình không để ý cho nên mình không thấy. Còn bà quan sát bà thấy quá, nó rớt từng cái. Bữa nay thấy nó làm lớp miếng vôi mà tô cái tường đó, nó rớt miếng. Ngày mai làm chỗ kia miếng, ngày nọ làm chỗ nọ miếng. Lần lượt để lòi ba cái gạch ra hết. Rồi ba gạch rồi bắt đầu ba gạch nó một lần lượt nó cũng đổ chỗ này xuống đóng, chỗ kia xuống đóng. Cái thân của mình nó y như vậy đó. Bà đem cái chỗ này bà ví dụ thiệt là để cho mình thấy mình hết có chấp cái thân của mình là vô thường, chấp cái thân của mình là thường, chấp cái thân mình là ngã trong đó. Quán như vậy nó mới thấu triệt được cái lý vô thường khổ vô ngã chứ. Cho nên chúng ta mới thấy được cái chỗ mà bà quán qua một bài kệ rất dài để dẫn dắt chúng ta thấy từ cái chút mà chúng ta đi dần vào cái pháp quán mà vô lậu đó là mới đúng cách mà chúng ta tu cái con đường của đạo Phật. Còn nhiều khi chúng ta lười biếng, chúng ta không có chịu suy nghĩ từ cái đầu đến cái chân chúng ta có nhiều cái mà trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp thấy cái thân vô thường chúng ta. Nó có những cái nó không phải giống như bà như vậy mà nó phù hợp với cái cuộc sống của chúng ta, thì những cái đó là cái tri kiến giải thoát của chúng ta phóng ra để nó thực hiện được cái chỗ giải thoát của chính nó. Thì quý thầy thấy rất là rõ chứ đâu có phải làm cái chuyện mà mù mờ đâu. Cái chuyện này là cái chuyện mình phải thực tu thực chứng là mới được. Khi quán xét như vậy là thấy rõ hình tướng vô thường trên thân của mình, nhận thức được tánh vô thường của ba giới. Nghĩa là nhận được cái thân vô thường rồi thì mình lại nhận qua được ba giới, ba cái cảnh giới chứ không phải là một cái cảnh giới đâu. Về cảnh giới thứ nhất thì dục giới, cảnh giới thứ hai là sắc giới, cảnh giới thứ ba là vô sắc giới. Cho nên bà nói khi bà quán như vậy rồi thì bà lại thông suốt được cái ba cái quả giới. Ba quả giới nó đều là vô thường hết chứ nó không có cái quả giới nào là thường còn. Đó, bà thông suốt được như vậy. Khi mà quán được cái quá phá được cái thân chấp của bà là thường thì bà lại phá được cái ngã của nó rồi, thì bà nhìn qua trong cái thế gian này thì bà đã thông suốt được các tánh vô thường của ba giới, ba cái quả giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tự tâm bà quá triệt tánh vô thường, khổ, vô ngã và từ đó phát triển tuệ quán. Bà chứng quả A-la-hán thành tựu được tăng minh. Từ cái chỗ mà bà phá vỡ được rồi thì nó phát triển được cái tuệ quán. Cái tuệ quán tức là cái giới tuệ đó. Do đến cho nên bà hoàn toàn bà nhập tứ thiền rồi bà chứng được tam minh, thành tựu được quả A-la-hán. Đó là cái kết luận của cái bài kệ này, mà do từ cái pháp môn này mà thực hiện được sự giải thoát chính chỗ này. Như vậy là chúng ta có thấy rằng cái con đường tu nó có khó không? Nếu mà hằng ngày mà chúng ta cứ suy tư để mà phóng ra những cái tri kiến nó mới mẻ mà để phá cái thân vô thường chúng ta, thì ba cõi tam giới này chúng ta làm sao không thấu suốt nó là vô thường, nó là vô ngã. Đó là một cái bài thứ nhất. Đến một cái bài thứ hai của một vị thánh ni, để cho chúng ta thấy rằng cái sự qua cái bài pháp vừa rồi mà thầy đã giảng, để chúng ta biết rằng cái hạnh sa môn, cái người tu thế nào đúng sai, để chứng minh cho cái lời dạy của thầy. Chứ không khéo mà không có một bậc mà thánh ni trong cái thời Đức Phật mà tu hành mà nói lên cái chỗ mà đúng chỗ sai. Ngày xưa người ta cũng nhận thấy cái ông sa môn nào đúng, bởi vì nó có nhiều sa môn. Như thầy đã giảng đó, sa môn Thích Tử là đệ tử của Phật, mà sa môn mà không phải là đệ tử của Phật đó, là của ngoại đạo của Bà La Môn, nó cũng vẫn là sa môn. Vậy thì mình chọn ông sa môn nào đây? Ông nào cũng giống y như vậy hết, cũng đi xin ăn, mình biết ông nào là của Thích Tử, cho nên phải nhận như thế nào. Cho nên không khéo để làm lạc. Vì vậy bây giờ đời chúng ta cũng vậy, là qua cái giáo án của thầy vạch ra cho chúng ta biết rằng cái ông tu sĩ nào mà của Phật giáo đúng trong hiện thời, mà cái ông tu sĩ nào mà của Phật giáo sai, để chúng ta biết nó mà chúng ta theo cho đúng chứ. Còn nếu không biết thì làm sao theo đúng. Vì vậy cho nên ở đây cái bà này bà nói là cái bài kệ để chúng ta nhận được cái ông sa môn đúng, ông sa môn sai, thì để nó áp dụng vào trong cái bài pháp mà chúng ta, trong cái giáo án mà chúng ta vừa học,
nó như vậy. Mà các con, các thầy phải nghĩ rằng thầy phải đi tìm những cái gương hạnh nào mà cho phù hợp ở trong cái à, cái bài mà giáo án thầy đang dạy để cho áp dụng cho đúng. Thì đó là cái rất là khổ, là gì? Bởi vì kinh điển của Phật nó quá nhiều, mà nói về các bậc thánh tăng thánh ni nó cũng quá đông, cho nên làm sao mình chọn lựa để được cho nó phù hợp ngay khi mình giảng cái bài đó, mà có gì đó để chứng minh cho được cái chỗ mình chọn lấy một cái người sa môn đúng hay là người sa môn sai. Đây bây giờ thầy nhắc lại à, bà Rohini, bà tên là Rohini, đến tuổi trưởng thành khi Đức Phật còn tại Vesali, bà đến nghe pháp chứng được quả dự lưu. Bà nghe được cái pháp thì bà chứng được quả dự lưu, tức là khi nghe cái pháp nào đó Phật nói thì bà thấy cái cuộc đời bà hết ham rồi, nghĩa là bà không có ưa cái, bà không còn mà thích cái ăn uống ngủ nghỉ hay hoặc nhà cửa tiền bạc của cải tài sản thế gian nữa rồi, thì cái đó gọi là Đức Phật gọi là dự lưu. Còn mình còn ưa, còn thích, còn ham vợ ham con rồi đó, còn thích quần thích áo, thích ăn ngon hoặc đẹp á, thì nó chưa dự lưu đâu, bị gì cái đó cái tâm trạng của thế gian mà làm sao giữ phần thánh được. Cho nên khi bà nghe thuyết pháp xong rồi thì bà hết thích rồi, bà ly hết rồi, bà không ham nữa rồi, cái gì bây giờ đem mà cám dỗ bà cũng không được rồi. Bà nghe qua bài pháp thì như vậy, nghe qua bài pháp mà nghe nó chứng dự lưu thì chúng ta nói gì mà nghe cái chứng liền. Chứ thật ra mình nghe mình thấy cái đó nó đúng rồi thì mình bỏ nó đi, thì đó là mình chứng cái gì, mình không còn ham nữa. Còn gì mình nghe rồi mình cũng dẫn về, mình cũng thích uống rượu thì cái chuyện đó làm sao, thì cái đó là cái mình đâu có chứng được dữ luôn. Còn bây giờ thí dụ mình nghe cái bài pháp của thầy thuyết rồi mà mình hồi nào tới giờ mình uống rượu, mà giờ mình nghe rồi mình không uống rượu nữa thì đó là mình chứng dữ luôn chứ sao. Thầy nói đơn giản thôi, một cái bài giảng thôi mà mình nghe mình dứt ngay liền, thật mình ghen ghiền rượu này. Mà bây giờ đó mình thấy đúng rồi, thôi từ đây chết bỏ nhất định không uống rượu nữa. À, rượu nó hành hạ gì cũng không uống nữa. Cũng như bây giờ người mà nghiện thuốc phiện, nghe thầy nói cái bài pháp rồi, biết thuốc phiện là tai hại rồi, biết thuốc phiện là dẫn dắt mình đi vào con đường đau khổ rồi, thì ngay đó là họ nhất định là từ đây về sau không hút thuốc phiện nữa. Thì như vậy là họ chứng dự lưu rồi đó quý thầy, chứ đừng có nghĩ rằng mình phải tu tập cái gì đâu. Cho nên mình nghe Đức Phật thuyết giảng sao lại các bậc này chứng dự lưu nhanh quá, mà mình không biết chứng dự lưu là chứng cái gì. Cho nên ở đây chứng dự lưu là gì? Mình giữ vào được dòng thánh. Mà dựa vào được dòng thánh thì tức là mình phải dứt bỏ cái tâm thế gian chứ, cái tâm ham muốn thế gian mới thánh chứ. Thánh gì mà còn ham ăn ham ngủ thì đâu có thánh được. Mà nghe nói ham ăn ham ngủ là không phải thánh thì làm sao mình giữ lưu được. Bây giờ tôi không ham ăn ham ngủ nữa, tôi không thích ai cho ăn gì sống thôi chứ tôi không thèm nữa. Ngàn bữa tôi thấy là quá đủ rồi, không còn ham. Còn gì mình đã nghe nó ăn bữa mà về ăn bữa mà thấy nó đòi hỏi cái này đòi hỏi kia thì đó là giữ lưu cho được, không có giữ lưu. Cho nên ở đây muốn hiểu cái phần mà cái quả dự lưu thì chúng ta phải hiểu chỗ đó. Cho nên ông Phật ông già hồi đó không có nói dối đâu. Vì vậy cho nên nhiều người cũng nghe nói gì mà nhanh quá, tôi thấy bà tôi chưa có dự lưu được, còn ông ngồi nghe hoặc bà ngồi bà nghe cái này Phật nói dự lưu rồi. Thì cái dự lưu là cái dự gì? Là cái người ta lìa cái những cái ham muốn của cái tâm người ta ra, người ta không chạy theo năm cái dục lạc nữa thì tức là người ta dự lưu chứ gì. Nhưng mà từ đó người ta phải đoạn dứt cho nó sạch. Chứ còn người ta bây giờ người ta mới có hiểu biết, người ta thấy cái đó là cái khổ rồi, người ta không ham nữa, thì như vậy là người ta dự lưu rồi, chứ đâu phải là phải cái gì mà dự lưu. Cha mẹ bà thường không đồng ý với người tu sĩ ăn không ngồi rồi, nghĩa là cái thời đó thì có nhiều người đi xin, sa môn nào cũng đi xin ăn không ngồi rồi hết. Thì trong cái sa môn mà Thích Tử á, cũng đệ tử của Phật và Đức Phật cũng là những tay ăn không ngồi rồi, không? Cho nên vì vậy đó, cha mẹ của ông thì cha mẹ của bà ta đó, của bà thì không có đồng ý. Không có đồng ý, cái người mà ở đời thì mình phải làm ăn chứ. Mình làm mình ăn chứ, mình ngồi không mình đi xin người ta như vậy là mình ăn lường người ta rồi, mình cùng chùm rỡ rồi, mình tán người ta rồi. Cho nên cái người mà hiểu cái đạo đức của thế gian á, thì người ta thấy những cái loại đi xin đó là loại lười biếng. À, cho nên bây giờ ví dụ như ngày mà giải phóng á, thì nhà nước người ta về người ta thấy cái loại mà thầy chùa mà ngồi không á, người ta ngồi trong mát ăn bát vàng. Mấy ông ngồi đó mà không có làm gì hết, người ta lao động mình chết là mới có cơm ăn. Còn mấy ông á, thì chỉ ngồi đó làm bộ lần chuỗi niệm Phật rồi bắt đầu đó rồi bài ra chuyện này chuyện kia mà để ăn không ngồi rồi trên mồ hôi nước mắt con ta. Đúng vậy, mình có tu ra gì mình ngồi đó mình làm cái chuyện mê tín người ta thì mình không phải là ngồi trong mát ăn bát vàng sao? Cái đó là cái sai. Cho nên cách mạng về mà phá vỡ cái này thầy rất đồng ý. Còn cái người mà tu thật ở đâu cũng phải là người đó người ta đi xin ăn rồi người ta về đó người ta ngồi chơi như mình đâu. Ha, hoặc là ngồi đó để mình tính là cách thức này cách thức kia, ngày mai này có cái đám ma này rước mình đi để mình vừa có ăn ngon nè mà lại vừa là có tiền nữa nè, khoái khoái sao? Đó là những cái ngồi không để tìm cái cách nghề nghiệp, ngồi không để mà khỏi có lao động, khỏi có cày ruộng mà có gạo lúa ăn mà có tiền bạc xài nữa, mà lại có chùa giàu sang nữa, cất chùa tường chùa gạch nữa, thì cái này là cái mà phải phá bỏ chứ không có để cái hư này được. Cái này là cái sai.
không có đúng. Còn cái người tu như thế nào? Vì thế cho nên cái ông bà này, ông bà của cha mẹ của cái bà này đã là đứng ở trong cái tư tưởng. Mà bây giờ chúng ta cách mạng chúng ta cũng thấy cái điều đó, chứ không phải đâu. Thấy mấy cái ông gì tay chân thì lành lặn, còn đi làm được mà không có chịu đi làm ăn, cứ trưa nào hay chiều chiều nào cũng lại nhà mình đứng trước cổng đó mà đòi xin nè, không cho thì không đi. Làm cái nhà của mình hôm nay nó bận quá, không biết làm sao mà đuổi mấy ông này đi. Cho nên ông bà này tức giận lắm, chứ không phải lòng tức giận. Vì thấy mà cái đứa con gái này cứ nghe lời Phật dạy như vậy đó mà cứ lùi tới cái tình xá đó hoài, thấy mất ghét. Đó, thì cái gia đình này là gia đình nó nghịch duyên như vậy đó. Vì thế bà thuyết phục cha mẹ bà nghe Phật nói cái gì bà nắm được, cho nên bà giữ lưu được, bà hiểu được. Khi mà giữ lưu được rồi, người ta hiểu được cái đúng cái sai ở trong đó rồi, cho nên bà về bà thuyết pháp cha mẹ bà để được cha mẹ đồng ý xuất gia. Chứ lúc bây giờ thời Đức Phật á, mà cha mẹ ha, hoặc là có người thân mà không cho xuất gia là không được xuất gia. Thời Đức Phật nghiêm ngặt lắm, chứ không phải là như bây giờ mà chúng ta nói xuất gia rồi chúng ta lấy cớ như Đức Phật trốn đi rồi bây giờ chúng ta trốn đi không được. Nghĩa là chúng ta làm một cái tội gì hoặc là trộm cướp mà trốn vô chùa là cũng không được Phật cũng chấp nhận đâu. Mà làm một cái chuyện chính trị gì mà trốn chùa cũng không được nữa đâu. Mà thất tình thất vọng mà vô tu hành thì Đức Phật cũng không chấp nhận đâu. Nó không phải dễ đâu. Chỉ sau này người ta rộng rãi phá những cái giới luật của Phật. Cho nên cha mẹ mà không chấp nhận cho đến tới 70, 70 mấy tuổi cha mẹ chết rồi, hoặc là cái thời gian mà chồng không cho đi mà tới 70, 80 tuổi mà chồng chết rồi mới có thể mà đi tu mới được. Đâu phải dễ. Đó là những cái gương hạnh mà để nhắc lại cái thời của Đức Phật, mà Đức Phật rất là kỹ ở trong đó. Không làm của mình, không làm của người. Cho nên ở đây thì quý thầy thấy khi mà bà hiểu biết được cha mẹ mình như vậy rồi thì bà cố gắng bà thuyết phục cha mẹ để cha mẹ cho bà xuất gia. Vì thế bà thuyết phục cha mẹ để được xuất gia. Khi cha mẹ cho phép xuất gia thì bà triển khai thiền quán, chẳng bao lâu bà chứng quả A-la-hán. Nhớ lại cuộc đàm thoại giữa bà và cha và phụ thân và ông thân của bà đó, khi bà mới có đặt niềm tin ở Phật mà đã được thuyết phục ông thân của bà hiểu được sự chân thật của sự tu hành của các vị thánh tăng trong thời đó. Nghĩa là bà đem cái lời bà thuyết phục, bà mới hướng dẫn cho ông thân của bà đó thấy được cái chỗ sa môn nào đúng, sa môn nào tu sai, để cho ông bà mới không có vơ đũa cả nắm mà cho rằng cái thứ là biến hết đó. Thì bắt đầu đi thì cái ông thân của bà đặt ra câu hỏi bà trước. Ông thân bà nói với bà như thế này: con chỉ cho ta thấy, đây là cái bài kệ đây, tức là bà đó chỉ cho ông thấy đó, con chỉ cho ta thấy đây là một sa môn. Con thức tỉnh ta dậy, đây là một sa môn. Con khen tặng sa môn, muốn thành nữ sa môn. Nghĩa là ông cha ông nói, ông khi mà nghe con ông thuyết phục ông được rồi, ông thấy rõ rồi, thì ông mới đọc cái bài kệ đầu tiên là ông nói, ông giới thiệu á, con chỉ cho ta thấy đây là một sa môn. Con thức tỉnh ta dậy, đây là một sa môn. Con khen tặng sa môn, muốn thành nữ sa môn. Nghĩa là con muốn thành một tu sĩ cho nên con khen tặng sa môn, mà khen tặng đúng chứ không phải khen tặng sai. Đó. Bây giờ đó thì bà như thế nào để mà chúng ta hiểu cái chỗ mà bà làm cho cha bà là ngộ được, thấy được cái quý của cái những cái vị tu sĩ trong thời Đức Phật. Con tìm cho sa môn. Bà cái ông cha đó ổng nhắc tới những cái hành động của đứa con á, của bà đó là đối xử với các bậc sa môn như thế nào, thì ông nhắc ra: con tìm cho sa môn rất nhiều đồ ăn uống. Con hỏi Rohini, sao con quý sa môn? Chúng biến không thích làm, sống với đồ người cho, chúng ham lợi thích ngọt, sao con quý sa môn? Đó, ông cha ông đặt cái câu hỏi trước tiên, ông hỏi bây giờ đó bà ổng, mặc dù là cái bài kệ trước đó ổng biết rằng con ổng thức tỉnh nói ổng như thế này thế khác, nhưng mà ổng đặt câu hỏi để đi từng tự để nó trở thành cái bài kệ, để thấy rằng bà giải quyết như thế nào để mà cho ông nhận ra được cái bậc sa môn đáng kính đáng trọng. Đó, cho nên ổng mới đặt ra ổng mới đưa ra nêu ra những câu hỏi. Con tìm đến sa môn rất nhiều đồ ăn uống, nghĩa là bà đến với mấy ông sa môn này thì bà đem đồ ăn uống này bà cúng dường cho các vị tu sĩ theo Đức Phật đó. Cho nên ông mới hỏi, con hỏi
Rohini, sao con quý Sa Môn, chúng biến nhát, chúng biến không thích làm. Họ đều là họ ngồi không mà mình làm chết rồi mà cứ đem cho họ ăn. Vậy thì chúng lười biếng quá mà sao con ngu quá vậy? Con không thấy. Sống thì sống với đồ người cho, họ không có làm gì hết. Những cái đồ người ta cho gì, dơ, thiêu thúi, cũ gì cũng ăn hết. Không có bỏ cái gì hết. Bởi vì họ đi sinh mà, cho nên cái đời sống của họ nguội lạnh gì họ cũng ăn. Không phải không mà họ nấu thì ăn xốp. Còn đằng này mình cho họ thì phải đồ nguội thôi. Mà sống với đồ mà người cho thì có ngon gì đâu. Mà sao con ngu quá vậy? Con đem cái đồ mà con đem đến cho họ mà họ là người lười biếng nhất, họ không chịu làm. Đó. Chúng ham lợi thích ngọt. Chúng thì cũng ham tiền, ham bạc, cũng thích ngọt, thích ăn cái này cái kia nọ. Đó, thì ông gợi ra chúng ta thấy không? À, thấy ông cha của bà ta nói đúng không? Đúng, rất rất đúng mà. Sao con quý Sa Môn? Sa Môn gì mà kỳ quá, ham danh, ham lợi đủ thứ. Nhà cửa họ còn giàu hơn mình nữa mà con cứ đem vô con cho họ ăn à? Con ngu quá vậy? Đó, thì rõ ràng là ông cha này ông thấy rõ ràng mà. Chúng thì biến làm biến lắm, không có làm, nói bậy bạ gạt người ta kiếm ăn thôi, mà ngu gì mà cứ nghe họ để mà bị lương gạt như vậy. Cho nên ông cha này ông rầy đứa con, ông rầy bà ngu quá, con ngu quá, con không thấy mà con cứ đến với mấy ông đó không có đúng đâu. Rồi bắt đầu bà nói như thế nào: lâu rồi cha thân mến. Bây giờ bà mới trả lời ông cha đây: lâu lắm rồi, con hiểu cha lắm rồi, nhưng mà con chưa có nói chuyện với cha thôi. Cho nên bà mới nói: lâu rồi cha thân mến, hỏi con về Sa Môn. Không phải là bây giờ mà ông cha rầy bà có một lần này đâu, mà nhiều lần ông đã rầy bà không có nên đem của mình cho những cái người làm biếng đó đâu. Mà họ cũng ham danh ham lợi, cũng thích ngọt, cũng ăn cũng uống như mình, mà đem cho họ như vậy thì bà, cái ông này thiệt là chánh kiến chứ không phải là tà kiến đâu. Còn như bây giờ chúng ta có phải là chúng ta tà kiến không? Thấy một cái đám mà thầy bây giờ họ danh họ lợi, họ ăn 3-4 bữa như vậy mà họ ngồi không mà cứ đem cung cấp cho họ. Thôi bao nhiêu người cứ đem cung cấp cho họ, rồi họ mượn cái hình thức tu cái này tu kia, mình cũng biết gì tu trong đó, mà thấy có ông nào giải thoát đâu. Ông nào cũng ăn cả bụng hết à. Mà còn chơi, còn hát, còn sướng, còn đá banh đá bóng nữa, còn nhái còn múa nữa, đủ loại y như hoài thế gian. Vậy mà cứ ngu mà đem cho thì tức là ông cha không phải là cái người mà không thấy. Ông thấy mà thấy cái không đúng, chứ còn ông đâu có thấy cái đúng được. Cho nên đứa con mới dạy cho ông thấy cái đúng của những người tu sĩ. Lâu rồi cha thân mến, hỏi con về Sa Môn, nghĩa là lâu lắm rồi cha có hỏi con nhiều lần, tại vì con chưa có nói mà thôi. Bây giờ bà mới trả lời: con tán thán Sa Môn tệ giới hạnh tinh cần. Nghe nói bà chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng tại sao mà con ca ngợi những vị Sa Môn đó, còn cha thì cha nhìn những cái vị Sa Môn nào mà cho cha không chấp nhận, còn con thì con nhìn cái Sa Môn nào mà con chấp nhận. Thì cha có thấy tệ giới hạnh tinh cần, họ siêng năng, họ giữ gìn cái trí tuệ của họ, họ tinh cần những giới hạnh của họ thì như thế nào? Một vị tu sĩ mà chân chánh thì đi ra đường có ngó qua ngó lại không? Thì có phải mình kính trọng cái ông Sa Môn không? Còn cái ông mà đi qua ra đường mà ngó qua ngó lại thì có kính trọng không? Cũng hai ông Sa Môn, mà cái ông kính trọng, ông không kính trọng chứ. Con thì con kính trọng những cái bậc mà giới hạnh, chứ còn con đâu có kính trọng cái thứ mà ăn không ngồi rồi làm biếng đó, mà ăn 3-4 bữa đâu. Đó, thì bà nói thẳng với ông cha vậy. Cho nên cha đừng có thấy mà cái bọn mà ăn 3-4 bữa mà con tin họ đâu. Con tin là con vô tịnh xá của Đức Phật, là con thấy những bậc thánh tăng này người ta ăn 1000 bữa. Còn những cái Sa Môn kia đó, họ ăn phi thờ, họ thích cái này thích cái kia đủ thứ, họ bày chuyện này chuyện kia, đó là cái loại Sa Môn mà con không có đến. Mà cha thấy rất rõ mà, chứ con đâu phải đụng đâu mà con đến đâu mà cha dạy con. Đó. Cho nên bà mới giải thích cho ông cha nghe. Vậy thì những cái Sa Môn thích tử nào mà nó được như vậy? Tệ giới hạnh tinh cần, người ta siêng năng hàng ngày, người ta làm cái trong cái chuyện đó. Chúng thích làm không biến, nghĩa là hàng ngày mà rèn luyện mình tinh cần ở trên những giới hạnh, bước ra đi thì phải ngó xuống chân đàng hoàng, thì đó là rèn luyện. Mà phải siêng năng chứ lười biếng làm được không? Phải không? Cho nên tệ giới hạnh người ta phải tinh cần, người ta tu tập cao dầu như thế nào thì đừng có gọi là người ta làm biếng. Người ta xin mình ăn để người ta ngồi, người ta làm cái chuyện đó vĩ đại hơn mình mà. Mình đâu có làm được. Mình chỉ làm ra cơm gạo chứ mình đâu có làm được cái tâm của mình nó được thanh tịnh như vậy được. Cho nên cái việc làm đó không phải là việc làm thường của chúng ta. Cho nên bà giải thích: tệ giới hạnh tinh cần, chúng thích làm không biến, không có lười biếng. Những cái người Sa Môn đó họ hoàn toàn họ siêng năng lắm. Chúng làm việc tối thượng tối thắng, phải không? Thế bà nói là những người Sa Môn đó họ đang làm cái việc tối thắng chứ không phải là làm cái việc tầm thường. Chúng từ bỏ tham sân, nghĩa hàng ngày người ta khắc phục cái tham sân, người ta không còn tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Cho nên hình tướng người ta giới hạnh ta nghiêm túc, người ta ăn 1000 bữa. Còn mấy cái ông Sa Môn thì ăn 3-4 bữa mà cha vơi đủ cả nắm cha nói người ta hết. Còn con đi đến những cái ông đó như vậy thì cha
phải tán tháo chứ. Cái người mà người ta bỏ được, từ bỏ cái tham sân si, đâu có phải người ta làm một ngày nó hết sao? Nó quá cực khổ chứ, đâu có phải dễ. Nó cho nên bà mới giải thích ra cho cha bà thấy. Nó như vậy là con đi đến với cái tỉnh xá của Đức Phật á, thì con tán tháo những cái ông đó đó, chứ con không có tán tháo cái Tứ Sa Môn ngoài kia đâu. Cái Sa Môn ngoài kia là Sa Môn chùa to tháp lớn á. Con đến cái tỉnh xá của ông Phật, cho tranh vít lá mà cha nói con đâu có ngu à, con đem đồ ăn cho những cái người mà giàu sang đó đâu. Họ lợi dụng mồ hôi nước mắt của mình. Còn con đem đến những người này là những ngày này là siêng năng, họ rất là siêng năng, họ giữ gìn giới hạnh nè, họ tu tập giới tuệ nè, họ tu tập giới đức nè, họ từ bỏ tham sân si nè, họ làm những cái việc mà có thể là cái người thế gia khó làm lắm, không có làm nổi, cho nên cái việc làm của họ là tối thắng. Nó cha thấy cái như vậy không? Thì ông cha không? À, mày nói chắc có lẽ đúng rồi. Tao thì tao nhìn cả đám nhà tao thấy, chứ bây giờ mày chỉ ra thì tao thấy được rồi. Đó, ông cha thì nghe đứa con nói hay quá, nó nói đúng rồi, thế nào tao cũng thấy chứ, nhưng mà tại vì tao nhìn chung à, ba cội gốc ác pháp chúng quét sạch thanh tịnh mọi điều ác đoạn tận à, do vậy con quý chúng. Nó bà mới nói ba cái cội gốc của tham sân si đó là ác pháp cái gì mà những cái người tu sa môn này họ quét sạch ra hết cho tâm họ thanh tịnh, mọi điều ác họ đoạn tận hết, do vậy con mới quý trọng họ chứ. Còn nếu mà họ tham một sân một si, họ tích lũy, họ cất chùa to tháp lớn, họ đầy đủ những vật dụng thế gian, quần này áo nọ y kia nhiều, thì thử hỏi làm sao con quý à, đó thì vậy. Vậy cái bài pháp này chúng ta thấy rõ ràng là người xưa người ta cũng có cái điểm mắt để người ta chọn được bậc sa môn người ta thờ chứ, người ta theo chứ. Còn mình á, có phải là người đu rù không? Ha, các thầy thấy chưa, mình có phải người đu rù à, hoàn toàn là thấy quý thầy sống ở trong dục lạc mà nhảy theo vô ngồi tu tùm lum cả đống nhau đó, có đúng không? Người xưa người ta còn có con đôi mắt người ta nhìn được, người ta tìm được cái bậc sa môn chân chánh tu hành giới hạnh nghiêm túc, người ta sống để mà người ta ly những cái pháp ác, người ta đoạn dứt những cái pháp ác. Còn những người đó họ nuôi dưỡng pháp ác chứ làm sao mà phát thiện được, chạy theo dục lạc làm sao mà phát thiện được. Nó thì vậy, do vậy những cái mà thầy đập phá xuống đây là không có nghĩa là thầy ganh ghét họ, mà thầy muốn cho mọi người thấy cái đúng để cho chúng ta thắp lại cái ngọn đuốc của Phật pháp. Còn nếu mọi người mờ mịt như vậy á, thì chúng ta có thắp lại cái ngọn đuốc Phật pháp không? Đem cái giáo lý gì vô đó nói Phật pháp chứ làm sao mà nói Phật pháp được? Cho nên từng cái bài kinh, từng những cuốn kinh sai mà phá giới luật của Phật, phá cái hạnh của người tu á, thì thầy đập xuống hết, chứ không phải là thầy không thấy cái điều đó, đập làm chi cho người ta. Nhưng mà tại vì cái kiến chấp của quý thầy bây giờ đầy áp ở trong đầu, quý thầy không có biết cái đúng cái sai, buộc lòng thầy phải dạch ra. Như thầy nói kinh Di Ma Cật như vậy thì thầy nêu lên các thầy thấy rõ ràng một ông Di Ma Cật mà có vợ có con mà làm sao gọi là Bồ Tát thánh vị được, mà đem viết ra cái bài kinh đó để mà nêu lên để mà chà đạp Phật pháp xuống một cách rất là tàn nhẫn như vậy. Chúng ta thấy rõ ràng mà, ở với vợ sinh con mà còn gọi là không dục, thì thầy nói làm sao mà không dục, mà làm sao có được chuyện đó. Còn kinh Pháp Hoa đứng ở trên góc độ cầu khẩn như vậy thì thử hỏi làm sao mà cái giáo lý của Đạo Phật chấp nhận được, nhân quả mà làm sao mà có cái chuyện đó được. Thế mà người ta chổng khu người ta thờ cái kinh Pháp Hoa còn hơn là thờ ông Phật nữa. Nhưng mà đó là cái tà pháp, cái kiến chấp của người khác. Cho nên vì vậy bây giờ cái bài này để chứng minh cho chúng ta biết là cái chỗ nào đúng và chỗ nào sai, để thấy cái người xưa người ta cũng biết chọn được cái bậc thầy của người ta chứ, cái bậc sa môn đúng chứ. Bây giờ chúng ta cũng vậy chứ, chúng ta là con người đi vào Đạo Phật thì cũng phải biết chọn ông thầy đúng chứ, biết chọn những sa môn đúng chứ. Tại sao đụng sa môn nào cũng nhào vô hết? Hồi xưa đâu phải không có sa môn, thứ sa môn mà lục sư ngoại đạo đâu phải là ít. Nó cũng đầy đường đầy xá hết, nó cũng đi chật nẻo hết chứ nó đâu có ít. Bởi vì ngồi không ăn mà lại còn được cung cấp, lại còn cái này cái kia nữa thì ai lại không thích mà giao. Nó hiểu như vậy. Đây bây giờ cái bài kệ tới, bà nói: thân nghiệp chúng trong sạch, khẩu nghiệp chúng cũng vậy, ý nghiệp chúng trong sạch, do vậy con quý chúng. À, bà này bà nói bởi vì cái những cái sa môn này thân nghiệp họ rất thanh tịnh, họ làm những cái hành động gì nó không có còn dính mắc tham đắm. Họ đâu có rờ mặt phụ nữ, họ đâu có ôm hôn phụ nữ. Mà nếu mà họ ôm hôn phụ nữ thì con làm sao mà con kính trọng họ? Còn miệng họ nói có lời ác không? Họ có nói ra cái lời hung dữ không? Họ sống thầm lặng, họ không có nói. Mà nói một lời nói là họ khuyên không làm khổ mình, không làm khổ người. Làm sao con không quý trọng họ? Còn ý nghiệp họ là như thế nào? Luôn luôn lúc nào cũng giữ trong sạch, không có nghĩ bậy, nghĩ bạ. Làm sao con không quý trọng họ? Còn gì mà ngồi lại nghĩ tầm bậy, tầm bạ, nghĩ ăn, nghĩ uống, nghĩ chắc chiều nay đó mình phải nấu nồi chè ăn cho ngon chơi. Thì cứ nghĩ như vậy là con làm sao mà con quý trọng họ được? Đó thì thí dụ như quý thầy nghĩ như vậy có phải là bà này sáng suốt không? Bà sáng suốt, bà chọn bậc thầy bà mà. Cho nên bà nói ra những cái bài kệ này để vừa là chỉ cho ông cha thấy rằng
ông cha nên chọn lấy cái đó. Và ông cha thông cảm, nghe nói rồi thì ông cho bà xuất gia liền. Đúng, tao chấp nhận mày xuất gia theo cái mấy vị thầy này là tốt nhất, chứ đừng có theo cái bọn kia. Bọn kia là tao không cấm, không có cho mày mà bước mén vào cái loại đó là tao chặt chân à, chứ không phải vừa đâu. Nó thật lẽ đương nhiên là ông cha ông phải có sự giáo dục con ông, mà ông nghe đúng rồi ông cho đi liền. Đó, bây giờ bà mới giải thích thêm để cho ông cha thấy thêm nữa đây. Không có quế giải thoát, như có ốc trong sạch à, trong sạch cả bên trong, trong sạch cả bên ngoài, công đức chúng thắng tinh, do vậy con quý chúng. Đó, thấy không, người ta không có cấu quế cho nên người ta giải thoát, mà trắng như vỏ ốc trong sạch thì nhìn vào ba y một bát nó đâu còn. Hỏi là làm sao mà cái đó trắng bạch vỏ ốc được, cho nên bà lại thêm cho chúng ta thấy trong sạch cả bên trong, sạch ở bên trong tăng cũng trong sạch, mà trong sạch cả bên ngoài. Còn chúng ta nghe các thầy nói như thế nào, tâm xuất gia tức là trong sạch ở bên trong, mà ở bên ngoài không xuất gia thì tức là nó không trong sạch bên ngoài, thì như vậy là có đáng chọn không? Thầy có giảng trong cái bài giáo án rồi mà à, như ông Di Ma Cật đó, tâm thì trong sạch thánh vị rồi, nhưng mà cái thân thì à, còn là cư sĩ, cho nên có vợ có con à, đó là cái thân nó chưa trong sạch. Do đó thì ở đây bà này bà có chấp nhận cái thân không trong sạch ở bên ngoài không? À, công đức chúng trắng tinh, nghĩa là nhìn cái công đức tức là cái hạnh tu đó nó trắng tinh, không có hề một vết nhơ ở trong đó. Nó thì như vậy, rõ ràng là chúng ta nhìn cái trong sạch ở bên ngoài như thế nào. Thấy ông thầy ăn ba bữa là chúng ta đã biết có trong sạch bên ngoài không? Rõ ràng chúng ta nhận. Còn bên trong thì nó trong sạch chúng ta biết sao mà rõ bên trong ông ta được. À, mà bên trong mà chúng ta muốn rõ thì ông thầy ai nói gì mà ông sân lên thì chắc chắn là chúng ta biết là ông thầy đó bên trong không có trong sạch đâu. Mà thấy mình nói cái gì mà trái ý ông ta, ông trợn mắt, ông phùng ma, ông cãi thì chắc chắn là mình thấy cái đó là không trong sạch ở bên trong rồi. Thì đó là cũng dễ nhận thôi chứ đâu có gì khó. Nhưng mà chúng ta thấy bên ngoài rất dễ, rất dễ nhận bên ngoài. Nó không trong sạch ở bên ngoài là chúng ta thấy rất dễ. Mà ở đây phải trong sạch bên trong và trong sạch bên ngoài, trắng như vỏ ốc, không có cái cấu quế nữa. Thì như vậy con làm sao con không quý chúng, không có quý những cái người đó. Đó, thì bà trả lời cho ông cha, bà thấy cái chỗ quý kính của bà nó đúng hay không đúng. Đúng, rất đúng. Nghe nhiều thọ tùy pháp, mạng sống đúng chánh pháp. Nhất tâm giữ chánh niệm, lời sáng suốt khiêm nhường, chúng chấm dứt đau khổ, do vậy con quý chúng. Đó. Thì bà giải thích cho chúng ta nghe, cái người này họ chịu khó, họ nghe rất nhiều, họ thông, tức là thông hiểu những gì chưa thông hiểu đó. Mình nghe nhiều mình mới thông hiểu chứ, mà mình theo thông hiểu đúng chánh pháp, rồi mạng sống đúng chánh pháp. Cái mạng sống của họ không có ăn thịt ăn cá, không có ăn phi thời, họ không có uống ăn lặt vặt, không có lấy viên thuốc xê bỏ miệng ngậm chơi, không có làm cái chuyện mà tào lao tầm bậy đó. Lúc nào đúng ăn là ăn, mà đúng uống là uống, lúc nào có giờ nghiêm chỉnh. Như vậy làm sao mà con không có quý kính họ đó. Thì bà đã giải thích cho ông cha thấy. Từ làng chúng đi ra không nhìn ngó vật gì, chúng đi không mong chờ, do vậy con quý chúng. Đây là bà diễn tả cho cái hình tướng của các vị tu sĩ mà bà đã quý kính. Thì từ làng này mà đi tới đi ra, nghĩa là từ trong tỉnh xá mà đi ra làng, rồi từ làng đi về tỉnh xá, thì luôn luôn lúc nào cái mắt của cái gì đó đều không có ngó vật gì hết. Mà không ngó vật gì thì quý thầy thể nghĩ sao, họ ngó xuống chứ họ có ngó qua lại không? Mà bà đã quan sát rất rõ những bậc này là đáng bậc kính. Còn cái người ngó qua ngó lại là bà đã nghĩ như thế nào, là cũng giống như mình vậy thì có gì hơn mà mình phải quý kính đó. Cho nên cách thức người ta đi mà đã là làm cho bà đã cảm hóa được cái hạnh đi của cái người tu sĩ rồi. Chúng đi không mong chờ, nghĩa là đi xin cũng không mong chờ cho người ta cho mình nhiều ít nữa, cho được nhiêu hay bao nhiêu. Thì như vậy là rõ ràng là những cái bậc đó là đáng quý kính rồi chứ gì. Còn có nhiều người ôm bác đi xin mong cho người ta cho mình nhiều, mà cho mình bữa nay Đức Phật Quan Âm phù hộ tôi đi thất thực bữa nay, làm sao cho Phật tử cho tôi những cái gì ăn cho ngon, chứ hôm qua cho ba cơm muối nó cũng được. Nó nói là mình còn mong chờ không, mà đi giờ cầu khẩn ai giờ, bởi vì mình có học Đức Quan Âm phù hộ rồi, mấy bữa dài khổ chết thôi, để cầu Quan Âm phù hộ cho gặp sướng chút. Chứ bữa nay cho mấy ổ mì không ơi, hoặc nó xách cái dừa bỏ vô chắc chắn đầy bát, phải ôm về ăn cái dừa sẽ no được, phải không? Cho nên vì vậy mà cầu Quan Âm cho nó đừng cái chợ kiểu đó chắc chết. Mà hễ mang cái dừa về thì đầy bát thì phải mang về chứ không lẽ đi xin nữa, phải không? Đó là những cái mà Đức Phật Quan Âm ngự trị để cứu khổ mấy ông thầy này vậy chứ. Mấy ông thầy mà mong cầu á, chứ còn mấy ông thầy không mong cầu thì người ta đâu có cái cầu Quan Âm đâu, phải không? Người ta chỉ là người tu hành. Đúng thì như vậy, là những ông thầy mong cầu thì chúng ta thấy ông phải thọ lấy những cái khổ mà ôm cái dừa đi về ăn đó, ăn ba cái vỏ đó cho nó no.
À, ở đây chúng ta thấy cái bà này thiệt là bà rất là sáng suốt, từng cái hành động nhỏ của tu sĩ chúng ta bà không có bỏ qua chút nào hết. À, bây giờ bà tiếp thêm này, không tìm cầu kho tàng, không kho chất, không kho chứa, kho cất, chúng tìm cầu cứu cánh, do vậy con quý chúng. Nghĩa là nhìn thấy người ta không ở trong cái thất người ta, nó không phải là cái kho tàng, nó không có cầu cái kho tàng cho nên không có thấy vật gì hết. Không, rồi vô nhìn cái chỗ ở của ta thì toàn bộ không có thấy cái kho mà chất chứa của cái tài sản gì hết. Nghĩa là vô trong cái thất người ta đã nhìn là thấy không có gì, vô thất mà thấy cái giường của quý thầy mà kính mít, không biết chừng nó đầy trong đó. Mặc dù là không biết chứ, nhưng mà không biết chừng cái giường mà kính nó là chắc có rồi, chứ còn gặp thầy nằm ở trên cục đá là đâu có nhét gì trong đó được, cho nên hoàn toàn không có. Phải không các thầy hiểu? Các thầy có cái giường trống, có cái bệ trống gì, các thầy nằm người ta nhìn trời ơi ông thầy này thiệt là đúng là ông không có kho tàng. Còn nhìn cái giường của quý thầy mà có cái hộp rồi, người ta nói ông này có cái kho tàng nhỏ đó. Thầy nói có không? Thế nào cũng phải có chất chứa trong đó không ít nhiều. À, còn cái ông mà không có gì hết lấy gì chất chứa? Đúc ở đâu mà chất chứa? Để đâu người ta cũng thấy hết, cho nên đâu có giấu ai được. Cho nên vô cái nhà mà thấy tủ bàn ghế thì kho tàng chứ cái gì đâu. Đó là chỗ mà chất chứa của cái tài sản gì. Như vậy là cái người đó họ có tìm cầu cứu cánh không? Họ tìm cầu những cái vật chất chứ làm sao tìm cầu cứu cánh được. Còn cái ông thầy mà vô nhìn thấy có cục đá nằm đó thì chắc chắn là không có tìm cầu rồi. Mà không có tìm cầu tức là cứu cánh rồi. À, nhưng mà bây giờ ví dụ như bây giờ đặt thành vấn đề như thầy bây giờ đây, thầy là trụ trì, thầy là người mà coi trong tu viện này, thì tất cả những cái gì này cũng của thầy hết chứ sao, phải không? Như vậy là tủ bàn ghế kinh sách rồi thư viện rồi này kia cũng của thầy hết chứ làm sao mà nói của quý thầy được. Cho nên vì vậy đó mà thầy ẩn bóng ra đi, một thân một ba y một bát, thì đó là thầy đã xả hết rồi. Còn nếu mà thầy cứ sống tới chết thì thầy cũng còn dính mắc cái kho tàng chứ chưa chắc đã là hết cái kho tàng, phải không? Như vậy là một cái người tu người ta phải ý thức được cái điều đó, có xả hết hay không, có dám mà xả được không? Đó đâu phải chuyện dễ đâu. Thầy nói một cách chưa dám bỏ, mà bây giờ cả cái tài sản mà lớn cũng như bây giờ cái thiền viện Trúc Lâm đó, dám bỏ không? Còn thầy bây giờ cái tài sản nhỏ hơn thiền viện Trúc Lâm cả trăm ngàn lần mà thầy dám bỏ cũng là gan dạ rồi. Chứ còn cái người mà nhiều như Trúc Lâm đó thì dám bỏ không? Dễ bỏ sao? Các con thấy trên cái vấn đề đó là hẳn nhiên à, càng của cải tài sản bao nhiêu nó trói mình chặt bao nhiêu. Còn thầy đây nó ít, còn mấy con giờ đâu có gì phải không? Vậy mà bỏ còn không được đó chứ đừng nói chuyện có cái giường nằm không mà cái học nhỏ vậy mà bỏ không ra thì thử hỏi thầy nhiều quá vậy làm sao thầy bỏ? Nào thiền đường trai đường, nào là thất này thất kia của quý thầy đều là hoàn toàn của thầy hết, cấp cho mấy con chứ làm sao của ai. Bây giờ nói Phật tử ai dám nhận không? Nhận tôi làm sao tôi điều khiển nổi cái này, cũng phải giao thầy. Bây giờ thầy không bỏ tức là ai bỏ, phải không? Nó dính theo thầy, nó sát như sợi dây vậy. Cho nên cái mà thầy đã ấn bóng tức là cái mà thể hiện cho các thầy thấy là thầy bỏ sạch, không có cái gì của thầy nữa hết, giao lại của ai làm gì làm thầy biết, quỷ quyền họ, người nào có làm được bỏ. Còn này sợ giao người ta rồi làm hư hao mất hao của tài sản, sợ của Phật tử để cho người ta khác người ta điều khiển bảo ta tu chứ mình cứ mình dành của mình để mình điều khiển à, như vậy là mình quá tham. Đó, thầy nói hết để cho quý thầy biết rõ rằng khi mà chúng ta xả là phải xả sạch. Giờ vì vậy mới thấy cái đời giải thoát của chúng ta thật sự, bởi vì cái hưởng mà cái hương vị mà giải thoát, cái hỷ lạc mà giải thoát thầy đã thấy rồi. Nó không phải là cái chùa này đâu, không phải là những cái đồ chúng mà đang ngồi trước mặt thầy đâu, mà cả một cái trạng thái rất là tuyệt diệu. Vì vậy mà thầy đâu có ngu gì mà thầy ôm ba cái thứ nặng nề này như treo đá đây mà để thầy chết mòn chết dần ở trong này. Thầy đâu có ngu. Một người đã có trí rồi thì không còn ngu, mà cái người mà không trí thì phải ngu. Mà ngu thì ba cái đồ này nó trói chặt, nó đè xuống đó cũng như mà nó nhận mình dưới nước mà thở thiếu điểm hỗn hộp. Các thầy phải thấy điều đó chứ. Bởi vì thầy điên gì mà thầy chịu nó nhận thầy xuống nước cho thầy ngộp thì thở không được. Cho nên thầy cũng ráng thầy ngoi lên để mà thầy đi chứ. Đó là cái khôn của một vị có trí. Còn cái người ngu á thì cứ ôm ấp nó vô, nó đè xuống đó mà như là mọc đè. Không biết các thầy không biết có nằm ngủ bị mọc đè không, sợ muốn la người ta cứu mà cứ mình đúng nhất không có được, phải không? Cho nên lúc bây giờ là bị mọc đè thì của cải tài sản nó đè cũng cỡ đó đó, mọc đè hơn nữa chứ không phải đè vậy đâu. Cho nên ở đây thầy thấy cái bà này, khi mà đọc đến cái gương hạnh của bà này thầy thấy sao mà cái duyên cho thầy thiệt ra tìm kiếm chắc không nổi trong đống kinh đâu. Mà tại sao thầy lật, sao nó trúng ngay cái chỗ mà thầy giảng như thế này để mà chúng ta nhận ra được những bậc thầy của chúng ta này, chúng ta theo đó chúng ta tu. Bởi vì cái hình thức mà tu sĩ bây giờ chúng ta biết ai là người chánh đâu, chỉ có những cái bài này mà mở con mắt chúng ta đã thấy được cái người chân chánh tu theo đạo Phật đúng hay sao, để chúng ta biết kẻ tu đúng của tu sai. Mà cái mà thầy dập xuống đó là dập đúng chứ không phải dập sai, dập những cái kẻ phá Phật pháp, cái kẻ mà mượn danh mượn lợi, mượn tôn giáo mà làm danh làm lợi để mà phè phở ở trong cuộc sống bằng mồ hôi nước mắt của người khác, phải đặt xuống không? Đó thì ở đây bà này bà chỉ cho chúng ta thấy những cái điều đó. Chúng không nắm giữ tiền, không nắm vàng nắm bạc, chúng sống với hiện tại,
Do vậy con quý chúng mới nhìn thấy một ông thầy mà có tiền có bạc mà mua cái này sắm cái kia thì thử hỏi còn có tin được không. Mà giờ chúng ta nhìn thấy quý thầy người nào là không tiền bạc, phải không? Rồi đây các thầy thấy thầy giảng tới cái chỗ mà cái khéo léo đến cái mức độ mà ông thầy khéo léo lắm, không có giữ tiền bạc giao cho người cư sĩ nào đó, mà sổ sách thì mình nắm hết. Cái đó là cái gian nữa, cái đó là cái khéo léo nữa của những cái tu sĩ. Còn cái người mà nó không khéo léo đó thì họ lại nắm giữ tiền bạc, họ lại chi phí tiền bạc cho người khéo léo, người ta tổ chức, ta tổ chức, nhưng mà cái sự điều khiển chi phí đó là cái ông thầy đó thì quá cha rồi chứ còn cái gì. Ông làm vẻ ông thanh tịnh không cấp giữ tiền bạc đó, cho nên thầy mới nói đây, thầy giặt hết cái bộ mặt ra hết mà để cho thấy hết mà, để cho biết. Thì quý thầy sẽ thấy được cái giáo án của thầy nó lật bài hết cái sai của Phật giáo bây giờ, mà nó đã làm cho Phật giáo chết đi biết bao nhiêu thế kỷ đây, không, 20 mấy thế kỷ, từ khi Đức Phật đến bây giờ là 20 mấy thế kỷ rồi, mà nó đã giết Phật giáo, không có còn một cái gì mà gọi là Phật giáo hết. Chúng không nắm giữ tiền, không nắm vàng nắm bạc, chúng sống với hiện tại, trong hiện tại có gì sống nấy chứ không có cất giữ tiền. Bởi vì cất giữ tiền bạc là lo vị lai đó, các con thấy không? Phải không? Nếu mà không có tiền bạc thì ngày mai mình lấy gì đây? Thì tức là mình nghĩ có vị lai, có chuyện gì à, bây giờ tôi mạnh nên tôi cất giữ tiền bạc đi, ngày mai ốm tôi mua thuốc cái gì thì đâu có sống hiện tại được, đó là sống ngày mai rồi đó, cho nên mới cất giữ tiền bạc đó. Câu kệ nói như vậy, mà nếu mà thầy không phân tích ra thì quý thầy không hiểu được. Cho nên ở đây cái câu nói chúng sống với hiện tại, chỉ biết sống hiện tại thôi. Bây giờ mạnh là bây giờ biết ăn ngày bữa, ngày mai đau thì xin thuốc uống, mà không đau nhất định không có giữ thuốc lại. Đó là cái người như vậy là con mới quý kính chứ. Còn cái người mà bây giờ chưa có gì hết, chưa đau mà để lo để dành tiền để mai đau mua thuốc thì con không quý kính như được đó đâu. Đó là cái chuyện mà nhỏ nhặt về cái nhu cầu cần thiết mà chính là bà này bà còn thấy, bà còn không chấp nhận, chứ không phải là cất tiền bạc để mà hàng trăm lượng vàng ở trong cái tu viện. Cho nên quý thầy giờ có người cả hàng trăm cái lượng vàng ở trong tu viện mà chưa dám bỏ ra nuôi chúng nữa. Từ gia đình quốc độ, xuất gia sống khác nhau, nhưng chúng thương kính nhau, do vậy con quý chúng. Nghĩa là từ cái gia đình này, gia đình này, gia đình nọ, mỗi người đều ở trong mỗi cái gia đình, rồi mỗi cái quốc độ, nước này, nước kia nữa, mà họ đến, họ xuất gia, họ sống chung nhau, mà họ thương nhau như là anh em ruột vậy, họ không bao giờ mà có tranh cãi nhau. Còn chúng ta thấy cái bây giờ có không? Trời ơi, họ sống ở chỗ này, chỗ kia, đến họ sống cái chút cái họ tranh nhau. Có nhiều người ở chung nhau một xứ nữa, cũng một nơi nữa, mà đến ít hôm cái rầy rà nhau, tranh cãi nhau. Cái đó có phải là hòa hợp chúng không? Cho nên nhìn cái chúng như vậy là bà có cung kính không? Không, bà không cung kính đâu. Bà thấy sao mà người ta ở mỗi người mỗi gia đình, mỗi người mỗi xa lạ nhau, mỗi người một nước, mà đến sống chung nhau ở trong cái mấy nhà tu hành này, sao mà họ thương nhau, họ có kính nhau quá, họ trọng nhau quá. Đó. Bây giờ chúng ta thấy như cái bữa thọ trai chúng ta thôi, chúng ta đứng chờ trong cái thời gian trật tự như vậy, rồi chúng ta chào hỏi nhau rất là kính trọng nhau. Đây là cái hình thức thôi, chứ chưa nói là cái tâm thật của chúng ta đâu. Nhưng mà từ cái hình thức đó, nó sẽ biến dần cái tâm thật của chúng ta mà đi đến con đường mà chúng ta càng ngày càng cao dồi được thân tâm. Nó thể hiện qua cái tâm thương yêu hòa thuận nhau, không có chống cãi nhau, nó mới đi đến cái thật được. Nhưng mà cái hình thức mà chúng ta không tập luyện thì thử hỏi làm sao chúng ta có được, chúng ta có được cái tâm sau này. Cho nên nó từ cái hình thức nó mới đi đến cái tâm niệm của chúng ta mới được. Do cái chỗ đó nó mới thể hiện qua, người ta thấy, người ta mới thấy quý kính của cái bậc tu sĩ của chúng ta. Còn tu sĩ gì mà thiếu điều đánh lộn với nhau thì làm sao mà người ta quý kính được. Đó. Thì do như vậy bà mới chỉ cho chúng ta từ chút để chúng ta nhận ra cái người thầy của mình, cái người tu đúng, cái người sa môn đúng. Còn cái hạng sa môn sai nó nhiều lắm, nó không phải ít ở trong cái thế gian này. Hỡi này Rohini, con sanh trong gia đình, con đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng ta, con tin Phật Pháp Tăng, lòng tin kính sắc bén. Đó, ông cha ông mới khi mà nghe xong rồi thì ông cha ông mới nói với đứa con gái của ông, chỉ có con á mới đem lại cái trong gia đình hạnh phúc, rất là hạnh phúc, mà chỉ có cái tin ở Phật Pháp Tăng mà con mới có cái mới mới đem lại cái hạnh phúc cho gia đình của mình ngày hôm nay. Nghĩa là